Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa học Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay là buổi thứ 12. Thì buổi thứ 12 này thì mình sẽ nói tiếp với các bạn về thanh công cụ thứ quan trọng thứ ba trong cái thanh công cụ lớn của Enscape mà mình giới thiệu cái buổi đầu tiên. Đó là mình đã nói xong thanh công cụ Enscape Viewport rồi, thanh công cụ Enscape Object rồi. Cái này thì dùng để tạo đèn nhân tạo trong Enscape. Thì thanh công cụ thứ ba mà cũng cực kỳ quan trọng trong bốn cái công cụ mà quan trọng lớn nhất của Enscape mà mình có giới thiệu, đó là Asset Library. Cái này thì nó cũng tương đương với cái Asset Library trong cái Enscape Viewport này. Thì cái mục Asset Library trong cái Enscape Viewport là mình đã nói rất là chi tiết ở buổi thứ ba rồi. Nói chung nó đều giống nhau, nhưng mà trong cái mục nếu mà cái Asset Library trong cái mục Enscape Viewport thì nó cho mình sử dụng trực tiếp trong cái màn hình Enscape này. Còn cái Enscape Asset Library này thì nó cho mình nhập trực tiếp các model vào trong mô hình SketchUp dạng giảm lược của nó, dạng proxy này, hình cục bông này. Ví dụ như cái này là của cái được lấy trong cái Asset Library của Enscape này nè. Rồi, mình quay trở lại. Khi mà bạn mở cái này lên á, cái này là gì? Cái này là cái thư viện tài sản của Enscape mà Enscape nó cho chúng ta. Và cái thư viện, cái tài sản mà chúng ta tạo sẵn á, thì nó cũng nằm ở trong này. Nó có hai mục, đều là cái thư viện tài sản hết. Khi mà bạn mở lên á, nó sẽ có hai mục Enscape Asset và Custom Asset. Cái Enscape Asset này á, là cái tài sản mà Enscape cho chúng ta. Mỗi phiên bản mỗi khác, càng phiên bản càng cao á, thì cái lượng model ở trong này nó càng nhiều. Cái phiên bản nào thì sử dụng cái bộ thư viện, cái asset của cái phiên bản đấy, không được dùng khác được. Ví dụ như cái đây là của phiên bản 4.1 này, nó có 4346 model. Thì ở đây là mình tải cái bộ thư viện offline về rồi. Tại vì mỗi lần dùng online chúng ta load về nó lâu, thành ra là mình tải nguyên cái bộ offline về. Và cái bộ thư viện cho 4.1 này nó nặng tới hơn 6GB. Hơn 6GB. Bạn nào mà cần á, không có, muốn tải thì có thể comment dưới video á, thì mình sẽ gửi cho các bạn. Thì khi bạn tải về rồi á, thì bạn hãy bạn nhấn vào apply, rồi bạn chọn vô cái đường dẫn lưu của nó thôi, là nó sẽ load vào cho bạn thôi. Và khi load đúng một lần thì lần sau bật lên thì nó sẽ tự nhận lại cái đường dẫn đó thôi. Đây là cái tài sản, cái thư viện của Enscape mặc định mà phần mềm Enscape cho chúng ta. Khi bạn mở cái mục này lên á, thì nó có, đối với phiên bản 4.1 á, thì nó có là 4346 model. 4346 model. Cái bên đây là cái màn hình hiển thị, màn hình hiển thị thu nhỏ của các model cho mình dễ hình dung cũng như dễ lựa chọn. Bên này là các cái danh sách để cho bạn dễ lựa chọn. Cái này là cái danh mục khi bạn, cái này là tất cả này, là có 4346 này model này. Cái này thì là nó chia những cái mục nhỏ ra, nó chia những cái mục nhỏ ra cho bạn dễ lựa chọn hơn. Ví dụ bạn cần người á thì bạn vào đây, bạn cần xe á thì bạn cần vào đây, còn bạn cần động vật á thì bạn vào đây cho nó dễ lựa chọn. Còn ở dưới đây là cái thẻ, có nghe nếu bạn để cái mục này á, là tất cả này, thì nó có tất cả những cái thẻ này, ví dụ như là hoa, thực phẩm, văn phòng, thể thao, đá,
thì nó sẽ dễ, nó dễ lựa chọn cho bạn hơn. Ví dụ như bạn nhấp vô đây á, thì nó sẽ lọc cho bạn những cái nào mùa thu á. Nhưng mà khi bạn nhấp vô đây á, thì nó bạn để cái mục này á, là danh mục là tất cả này, thì nó sẽ lọc theo cái danh mục này. Còn nếu bạn tắt đi, nếu bạn nhập ví dụ như là xe đi à, rồi nó sẽ cho bạn những cái thể lựa chọn trong cái mục xe này thôi. Mục xe này có 91 mục à, thì nó cũng cho bạn lựa chọn theo cái mục xe. Ví dụ như bạn muốn chọn xe tải, xe tải trong cái mục xe thì bạn nhấp vào thì nó ra cho bạn bốn cái xe tải này à, thì cho bạn dễ, có nghĩa là cái mục thẻ này á, nó cho bạn dễ lựa chọn hơn, có nghĩa là lựa chọn sâu hơn nữa, lọc sâu hơn nữa, vậy thôi. Còn cái này á, là thu nhỏ hoặc là mở rộng. Thu nhỏ hoặc là mở rộng các cái mô đồ trong này á, thì bạn có thể thay đổi màu sắc được nè. Bạn thay đổi màu sắc được. Bạn muốn thay đổi màu sắc nó như thế nào á, thì bạn hãy xem lại cái buổi số 3. Ví dụ như cái xe này màu vàng, sau khi bạn import vào trong, ví dụ để mình import thử nha. Mình import một cái xe đi. Lấy cái xe nào đẹp đẹp một xíu. Lấy cái xe nào. Giờ mình lấy cái xe này. Cái nó hiện ra cái bảng kệ nó. Nó hiện ra cái xe cho bạn. Hiện ra cái xe này. Đơn giản vậy thôi, bạn muốn lấy thì bạn cứ nhấp vào bạn lôi ra thôi. Còn bạn tùy chỉnh cái màu xe, thay đổi xanh đỏ tím vàng đều được. Hầu như là mô đồ nào nó cũng cho bạn điều chỉnh. Có mô đồ không đó, có mô đồ bạn nó có những cái mô đồ nó cho bạn thay đổi cả cái hình dáng luôn, chứ không phải màu sắc đâu. Còn muốn tùy chỉnh như thế nào thì bạn hãy xem lại buổi 3 để bạn xem cái thanh công cụ Asset Library trong cái Inkscape Viewport này, nó sẽ giúp bạn tùy chỉnh màu sắc. Đó là cái thứ hai. Đây là cái thứ hai. Rồi, vậy là cái mình nói về cái công cụ, cái tài sản của Enscape thì nó như vậy thôi. Phiên bản 4.1 này á, Enscape nó cho hỗ trợ người dùng á, là 4.346 mô đồ. Tốt nhất là nên tải về, offline về, sau đó bạn load, bạn chọn đúng cái thư mục lưu nó, rồi nó sẽ tự cập nhật lên cho bạn thôi. Đó là cái thứ hai. Khi sử dụng á, bạn thích cái mô đồ nào á, thì bạn nhấp vào, bạn kéo ra. Như vừa nãy là mình ví dụ cái xe ô tô này. Còn nếu mà bạn thích cái xe ô tô này á, mà muốn bạn muốn đưa nó một cái mục ưa thích á, thì bạn nhấp vào nó, bạn nhấp vào trái tim thì nó sẽ nằm ở trong này. Vậy thôi, thì rất đơn giản các bạn. Thì nó lưu vào trong đây để bạn dễ lấy hơn. Những cái bộ đồ nào bạn muốn sử dụng á, hay sử dụng thường xuyên á, thì bạn nhấp vô mục ưa thích. Vậy thôi. Rồi, có bao nhiêu tài sản của mặc định của Escape, sử dụng như thế nào, thay đổi màu sắc như thế nào, rồi đưa vào một ưa thích như thế nào thì mình nói hết rồi. Ví dụ như cái này nè, là mình lấy cái cây này là của cái thư viện Escape đã sẵn nha. Còn cái cây này á, là mình lấy từ cái mục Custom Asset, lấy từ cái mục này. Thì cái mục này khác cái mục này như thế nào? Cái này là tài sản của Escape, còn cái này là tài sản tùy chỉnh của mình tạo ra. Ở đây thì mình có tạo ra 892 cái cây à, không phải tạo ra mà mình sử dụng model từ file Betamask, sau đó mình xuất qua file SU size SketchUp, rồi từ file SketchUp rồi mình mới làm custom asset được. Custom asset là tài sản tùy chỉnh, có nghĩa là khi mà bạn tạo xong rồi, bạn vẫn có thể thay đổi màu lá, thân cây hoặc là cái độ bóng của lá cây đều được. Nghĩa là những cái này nó sẽ cho bạn chỉnh sửa vật liệu của nó, nhưng mà cái này á, thì không nha. Cái này nó chỉ cho bạn chỉnh sửa màu sắc hay là ví dụ một số hình dạng mặc định có sẵn rồi. Nó có sẵn nó mới cho bạn dùng. Có một số cái vật liệu, có một số cái model bạn không chỉnh được màu sắc. Thì tài sản của Escape cung cấp mà. Cái model đó nó cho bạn tùy chỉnh thì bạn mới chỉnh được. Cái nào không cho bạn tùy chỉnh thì bạn đâu chỉnh được. Thì bạn muốn chỉnh thì bạn xem lại buổi 3 à, rồi mình sẽ nói tiếp về cái tài sản tùy chỉnh này. Thì tạo cái này nó cũng rất là lâu, tại vì những cái mô hình cây nó rất là nặng, cho nên là mình phải tạo cái custom asset
để khi mình sử dụng, thứ nhất là nó nhẹ hơn, có nghĩa là hiển thị bên SketchUp nó nhẹ hơn và khi mà và nó đẹp hơn. Chứ cây của Enscape á, đa phần là không có đẹp, chỉ có một số cây có thể sử dụng được, còn lại là nó không có đẹp. Cho nên là mình ít dùng cái cây custom asset á, chủ yếu là mình dùng cái cây từ mình ít dùng cái cây của Enscape asset á, chủ yếu là mình dùng cái cây custom asset là nhiều thì bài của mình nó mới đẹp được. Nhưng mà đẹp thì đi đôi với nặng, tất nhiên khi nó render, nó load những cái map lá, những cái model vào thì nó sẽ render lâu và nặng. Chấp nhận thôi, ở mức độ nào đó thì bạn chấp nhận. Cái mục cái custom asset này á, để làm cái cây như thế nào á, rồi lưu ra làm sao, rồi chỉnh sửa nó như thế nào, rồi nhập vào một một cái lượng model vào như thế nào, tùy chỉnh hay thay đổi hay là di chuyển những cái cây này qua những cái mục khác, hay là thêm những một cái danh mục mới đều được hết. Cái này nó rất là nó nhiều cái tác vụ ở trong này. Để mà tạo một cái model cây nó cũng lâu nữa, cho nên để làm thứ nhất. Cái thứ hai nữa là để tạo model cây để tạo ra một cái custom asset này nó liên quan tới làm vật liệu nữa. Bạn thấy là vật liệu lá cây, thân cây, cành cây, hoa nữa, thành ra là bạn phải hiểu về vật liệu. Cho nên để mà cái buổi hướng dẫn mà làm cái cây custom asset này thì mình để dành sau khi cái buổi hướng dẫn, cái chuỗi series hướng dẫn về làm vật liệu ở cái buổi sau là bắt đầu mình sẽ hướng dẫn làm về vật liệu. Sau cái chuỗi đó thì mình mới làm một cái video nói về chi tiết hơn cái custom asset này, làm như thế nào, quản lý như thế nào, chuyển đổi ra làm sao. Buổi hôm nay thì mình chỉ giới thiệu với các bạn về cách sử dụng của nó thôi. Có nghĩa ở đây là mình ngầm hiểu là có sẵn rồi, bây giờ sử dụng. Sử dụng thì cũng giống như là cái asset Enscape thôi. Ví dụ như mình muốn sử dụng cái này đi, mình nhấp vào, mình nhấp hai lần vào, rồi nó hiện cái bảng này, kệ nó, bạn đợi một xíu đó. Rồi bạn lôi ra. Bạn lôi ra. Lôi ra thì nó hiện ra thôi. Bạn thấy không? Cây bên custom asset đẹp hơn nhiều. Nó xuyên map lá, nó xuyên sáng đồ, nó có cái độ bóng rồi, cái độ bum của nó đẹp hơn. Chứ mà cây của mặc định của Enscape á, thường nó mới đẹp. Bạn làm bao cảnh xe thì được, chứ bạn làm gần nó mới đẹp. Độ xuyên sáng rồi màu của lá cây á, nó hơi nhựa, cho nên đa phần mình không có sử dụng. Chủ yếu mình sử dụng cái custom asset là nhiều. Sử dụng như thế này, bạn nhấp rồi bạn kéo nó ra, cái bảng nó hiển thị, kệ nó, đừng có quan tâm. Khi bạn inbox nó vào rồi á, thì cái bảng nó tự nó mất thôi. Còn quản lý như thế nào á, thì mình sẽ nói cái custom asset này ở cái buổi sau nha các bạn. Ở cái buổi sau, tại vì làm một cái cây nó lâu lắm, nó rất mất thời gian và nó phải có hiểu về cách làm vật liệu nữa thì bạn mới làm được. Rồi chốt cái buổi này rồi. Và như vậy, khi mà có một cái lưu ý thêm này, một cái lưu ý thêm này. Cái này cũng rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cái khác nhau á, giữa cái custom asset và cái Enscape asset á, là hai cái cây này á, cái cây của Enscape asset á, nó chuyển động được. Còn cái cây của custom asset á, cây tùy chỉnh không có chuyển động được. Đó là mình nói trước. Cái cây của Enscape á, nó cho phép chuyển động. Model Enscape cho phép chuyển động. Mình sẽ làm chuyển động cho các bạn thử nha. Muốn mà chuyển động thì các bạn phải bật cái chế độ wind lên, chế độ gió lên. Bạn kéo cái gió lên nè. Rồi bây giờ bạn khi mà bạn di chuyển cái camera trong cái Escape viewport thì cái cây nó sẽ di chuyển theo. Nhưng mà khi mình dừng thì nó sẽ một hai giây sau thì nó sẽ dừng.
Tại vì lúc này là mình sử dụng cái chế độ Rest Mode à, chế độ này nè. Khi mình bật cái chế độ này á, mình tích trong cái chế độ này á, thì khi mình di chuyển á, thì nó sẽ di chuyển theo, nhưng mà khi mình dừng lại 1-2 giây á, thì nó sẽ dừng. Nhưng mà khi mà bạn tắt cái chế độ đi, mình nói lại nha, các muốn cây chuyển động á, thì bạn phải bật hai cái thanh trượt này lên, có nghĩa là bạn kéo cái thanh trượt này lên, cường độ với cái góc này, hướng dịch chuyển này, kéo lên thì cây nó mới dịch chuyển. Còn bạn kéo vào không á, là cây nó không dịch chuyển. Cái cây của Enscape nó y chang, nếu bạn kéo vào không thì cây Enscape nó y chang cái cây của Custom Asset thôi. Phải bật cái này lên trước. Khi bật lên thì chắc chắn cây nó mới di chuyển, cây của Enscape. Còn mà khi mà tắt cái này nè, tắt cái này á, thì nó luôn luôn nó di chuyển. Đó. Nhưng mà như thế này thì rất là nặng. Mình làm Enscape đó, giao diện kép nó mà làm này trong quá trình bài thoát nó nặng. Cho nên là tốt nhất là bạn nên tắt cái này đi. Chỉ khi nào bạn làm video á, thì có thể bạn nên bật. Rồi ok. Rồi bữa hôm nay thì mình nói về cái thanh công cụ Asset Library, nói như vậy thôi. Thì thanh trong cái thanh công cụ này nó có hai mục. Một mục á là mình tắt gió đi để cho file nó nhẹ bớt. Một mục á là thư viện của Enscape cho sẵn, Enscape Asset, Enscape Asset này. Mục thứ hai là Custom Asset là thư viện tùy chỉnh. Cái này thì mình làm, mình đưa vào cái thư viện của Enscape cho sẵn á, thì nó chuyển động được nếu như bật tính năng gió lên. Còn cái thư viện tùy chỉnh á, của chúng ta nó đẹp hơn, model của nó chi tiết hơn, màu sắc hơn, chân thực hơn, nhưng mà nó không có chuyển động được nha các bạn. Bạn nên nhớ phân biệt hai cái này. Và mình sẽ nói về cái làm một cái custom asset cây đơn giản nó sẽ như thế nào. Trong buổi hôm đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về custom asset, rồi hướng dẫn các bạn cái cách mà lưu trữ nó, rồi chỉnh sửa nó, rồi những cái tác vụ ở trong cái mục các cái mục khác liên quan tới custom asset này nữa. Tại vì cái làm custom asset nó lâu, làm một cái nó không phải là nhanh đâu, cho nên là nên dành một buổi riêng. Rồi buổi học hôm nay tới đây kết thúc. Mình đã nói hết cho xong của các bạn về cái công cụ Asset Library. Nhớ lưu ý nha các bạn, các model này nó cho bạn tùy chỉnh nha, tùy chỉnh như thế nào thì các bạn xem ở buổi 3. Rồi chào, cảm ơn các bạn đã xem video, mong các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình sẽ dành thời gian làm thêm nhiều video hay nữa. Buổi ngày hôm sau là buổi bắt đầu quan trọng, là mình sẽ hướng dẫn làm về vật liệu Enscape, làm những cái vật liệu, tất cả những vật liệu thông dụng mà Enscape sử dụng. Rồi, cảm ơn các bạn, chào tạm biệt các bạn.